Mà họ có ốm không, em mất nhắc tôi cũng ốm, mà tôi ốm mình ngoại hình thôi, mà thể lực tôi thì lúc nào cũng ngon. Cơ mà sao biết tắm thì cái mà của nghe tôi cũng biết chơi, tôi dùng kim tôi vô thì chưa tướng không mà chơi ngáo lắm. Top gì à? Top với Dumbo, mình là Văn Lăng, Soraka, Hà Lam Tộc. Top, ok. Top với Dumbo hả? Nên gì giờ đi kiếm không? Đi kiếm đến báu à? Kiếm đi. Đi đâu đó. Đi Rumble cứ đẩy hết riết vô trụ rồi coi như một cách tốt nhất để mình đi xét. Đây, chỉ đi ngang lên nha, đang đi công tác, đang đi công tác ơi. Không có dừng chân ghé lại nơi đây đâu. Không xanh nước biết như chân mà đồ. Nguyên con mắt mình mua nguyên mắt phụ kiện mà ông nào cứ kêu chưa có mắt, chưa có mắt hoài ta. Xung kích là lưỡi gươm đã đầy. Một xã ở đây mình quy lên hốt cho mình quy lên hốt cũng được hai. Ở đây sạc xong mình xả bao nhiêu máu vậy? Nhớ xưa mình chơi này mình xả lần cục nạm thôi, đang để hút máu hồi máu đi. Lâu mà à, tôi lấy bản 3 hàng gì không có vô máu. Đa trụ rồi. Tám với 13 đó cách tốt nhất với đại viết vào trụ hơn khó phàm ăn hộ đó. Đó lúc nào nó cũng đỡ cày rừng lên cũng khó găng. Chém cái đi ra đó.
Trúng cái đau lắm chứ bộ. Nó cũng bị phát huy sức mạnh đó, từ đôi đó, càng ngày kéo giãn là mình win ơi, win từ từ, giờ là win từ từ chứ không phải là cái loạt cái win. Đớp, mất con ổn vậy. Phương hở xuồng mà mình đông. Tay bằng riết họ muốn mua tay riết họ nhặt hiền tôi tay thì ăn nguyên nhặt riết luôn lấy con gì ta le hả em bò ôi đã. Xuống lên được 3 sát luôn. Con này mắt quay với đất mạnh hơn hả? Không có thích mắt e vừa an toàn mà vừa dễ farm. Còn cái chiêu thì xa nữa chứ mắt quy mình mít cái quy cái là ăn cám. Mít quy là vừa ăn cám mà vừa gì nữa. Mắt đất thì nó lại là thành dạng quấn người ta đưa đầu luôn mà quấn mới được. Mà cái game này cái móc này thì đâu có ai đưa đầu không cho mình đâu. Vấn đề quan trọng giờ ông ba sát rồi kìa. Phá mắt đây tôi cho ông phá mắt đó khó chịu quá không quýnh gì rồi phải nọ ai chịu nổi quýnh mà đang quýnh lộn mà vẫn biết là bạn đang lên và bạn pin ở góc đó là mình đứng góc đó mình quay như vậy. Tiền
pha nó bình thường thôi, được hay hay bình thường. Cái câu hồi xưa hay nói con đường học sở ấy đấy. Mà giờ tôi đang không phân biệt nợ máu với hút máu mình không ra mình ra chút xíu, ví dụ quýnh lộn vậy thì bóp nữa. Đi thôi đừng cho trên bọn nữa. Này, bọn nó mệt lắm. Máu luôn không? Ăn cái chậu ghê luôn nha. Đọc đội ơi, hãy tha lỗi cho tôi. Đồng đội hãy tha lỗi cho tôi. Đồ đồ sao ta? Chết mất luôn cái tóc biến, mất luôn cái nội tại. Còn lên AB cao bao nhiêu AB? Không có ulti đánh ra cũng chậm quá.
farm kinh vậy. Farm lố thời gian rồi. Quýnh cho nó mở mắt ra đúng rồi. Rồi đi. Đu xuống lẹ quá, hồi dính công ty trong bò chết nữa chứ. Bơm thì bơm nhiều dữ vậy. Rồi Soroka. Mày với được Soroka nó được thôi, nó hiu. Tục luôn. Gì vậy? Cái gì vui vậy? Rồi xong cái chùm hết luôn. Đóng vậy. Đem cua lại tôi ăn cua giùm cho. À. Đạt. Còn xa xíu thôi ăn được cua. Ôi. Đồng đội tôi biết chơi nha, đồng đội tôi biết mút nha. Là mút đi, tôi giữ chân tụi nó cho. Làm gì được.
chém được phát nữa. Nãy chưa kịp xài búa lan với lại cái chích. Mà tiện quy dậm tường á, tiện quy vô Nelly lụm tiền Nelly rồi. Ba đó nãy là đang định đỡ kia đó để dùng đam ni ly, sau đó cái chỉnh là hồi máu cái nó sự kia kia rồi. Mà bị ăn cái thùng cá lăng lăng chém cái thùng mà chém mít để nó nẹt cái thùng trước thôi win đó. Bắn luôn hay quá, tìm hay quá. Tôi thẳng một mặt ở đây nè, ráng đép thôi nha, ráng đép thôi. Giữ chân nữa lại. Giữ chân thôi. Thả ma thả đồ vô lên. Tôi tin các ông làm được. Mà giữ chân thôi. Để tôi chết rồi. Thank you.
Đâu rồi có không? Chết là ngon rồi, mình lời được lem mắt ngon. Đợi tim, đợi tim. Chơi.